Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời mỗi người chỉ có một khóa học quan trọng nhất cần học, và đó là khóa học về cuộc sống. Những người theo đuổi điểm tối đa, muốn mọi thứ đều hoàn hảo, kết quả thường sẽ là kiệt quệ về thể chất và tinh thần. Những người chỉ theo đuổi điểm số vừa đủ để qua là những người biết cách hài lòng ngay cả khi họ thỉnh thoảng vẫn có những thiếu sót. Họ sống tiêu diêu, nhàn nhã và vui vẻ. Trạng thái thoải mái nhất trong cuộc sống là ngay cả khi mọi thứ không hoàn hảo, bạn vẫn có thể sống một cách rực rỡ nhất. Có một câu chuyện như vậy. Có một người đánh xe, kéo một xe tuyết từ ngoài đường và dự định đổ tuyết vào một bể chứa khô. Vốn dĩ, chỉ cần đổ xe ngựa sát mép đập là đã có thể đổ được tuyết vào. Nhưng người đánh xe lại hơi thiếu linh hoạt. Anh ta muốn đổ xe để đổ tuyết sao cho tuyết có thể được đổ thẳng xuống đáy bể, không muốn để tuyết dính ở mép bể. Vì vậy, anh không ngừng la hét với những con ngựa, không ngừng dùng dây cương kéo những con ngựa. Kết quả là cả xe và ngựa cùng rơi xuống đáy bể. Xe bị dập nát, ngựa ngã lăn ra chết. Cố tình theo đuổi sự hoàn hảo thực chất là một hình thức hà khắc với bản thân. Nó chẳng qua cũng chỉ là một sự dài vò vô ích. Kết quả thường là bạn làm khổ chính mình và người khác. Bạn tôi, Phi, cũng là một người cầu toàn. Bạn bè tới nhà nhau ăn cơm là chuyện hết sức bình thường. Nhưng với anh ấy, đó là chuyện lớn. Mỗi lần như vậy, anh ấy đều dành hơn 6 tiếng đồng hồ để dọn dẹp nhà cửa, lau sàn nhà, lau cửa sổ, cắt tỉa hoa cỏ. Anh ấy không bao giờ bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Cuối cùng, anh thậm chí còn không đủ thời gian để nấu bữa tối. Bạn bè vốn không quá để ý tới chuyện này, nhưng Phi là không nghĩ như vậy. Cả buổi tối hôm đó, anh ấy chìm trong hối tiếc và phiền muộn, không còn tâm trí để nói chuyện với bạn bè. Những chuyện tương tự xảy ra rất nhiều, vì yêu cầu quá cao đối với bản thân. Đôi khi, anh ấy khiến mình sống rất gò bó. Rõ ràng, theo đuổi quá mức sự hoàn hảo đối với anh ấy, giống như mặc một chiếc quần bó, thứ sẽ chỉ bóp nghẹt anh ấy. Có người từng nói, đừng đi định nghĩa sự hoàn hảo, đừng theo đuổi sự hoàn hảo. Sự hoàn hảo sẽ thu hẹp bạn. Bạn không cần phải hoàn hảo, bản thân tôi cũng chưa bao giờ hoàn hảo. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực của chúng ta, rất nhiều người bị chủ nghĩa hoàn hảo chi phối sâu sắc. Vì luôn muốn đạt điểm tối đa trong mọi việc, không thể chịu đựng được một chút khuyết điểm nào, nên họ thường không hài lòng trong các mối quan hệ gia đình và giữa các cá nhân. Thay vì đòi hỏi bản thân và yêu cầu sự hoàn hảo, tốt hơn là nên trút bỏ gánh nặng rồi nhẹ nhàng tiến về phía trước. Năm ngoái, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã chiếu một quảng cáo dịch vụ công cộng với tiêu đề "Những khoảng trống khiến cuộc sống đẹp hơn". Đoạn clip mở đầu bằng cảnh một người đàn bà đang dạy cháu gái của mình vẽ tranh. Khi cô bé muốn vẽ thêm vài cái cây vào chỗ trống, bà nội đã nói rằng để lại một ít khoảng trống sẽ đẹp hơn. Quả nhiên, cô bé chỉ chấm vài chú chim đang bay vào khoảng trống rồi vui vẻ nói với bà nội. Bà ơi, bức tranh trông thoáng hơn rất nhiều rồi này. Cuối đoạn clip, bà nội nói với cô bé, vẽ tranh cần để lại khoảng trống. Cuộc sống cũng vậy, đừng lấp đầy cuộc sống với quá nhiều thứ. Hãy để lại nhiều khoảng trống hơn cho bản thân. Video quảng cáo tuy ngắn, nhưng nó lại nói lên được một cảnh giới sống. Một cuộc sống lý tưởng cần tới những khoảng trống. Tạo ra những khoảng trống vừa phải là một loại trí tuệ và cũng là một cách sống. Chỉ bằng cách dọn sạch những mảnh vụn, ánh mặt trời mới có thể chiếu rọi vào và trái tim mới có thể được thắp sáng. Dành ra một khoảng trống trong công việc, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi để hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Dành ra một khoảng trống trong các mối quan hệ, tôn trọng lẫn nhau. Mối quan hệ có như vậy mới có thể tươi mới lâu dài.
dành ra một khoảng trống cuộc đời chăm sóc cho bản thân để tìm thấy niềm vui giữa cuộc sống, đôi khi có phần tẻ nhạt. Cuộc đời ngắn ngủi, sinh mệnh có hạn. Chỉ khi đọc được cách thường xuyên loại bỏ những thứ vô dụng khỏi cuộc sống của bản thân, bạn mới có thể sống một cuộc sống cao cấp. Người thật sự thông minh chỉ sống 60% cuộc đời. Một nhà ngôn ngữ học từng nói, ai cũng muốn phấn đấu cho một cuộc sống hoàn hảo. Tuy nhiên, tự cổ chí kim, trong và ngoài nước, không có cái gọi là cuộc sống hoàn hảo 100%. Thế nên, tôi mới nói rằng không hoàn hảo mới chính là cuộc sống. Đúng vậy, không ai sinh ra đã hoàn hảo, và cũng không có cuộc đời của ai là trọn vẹn. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi khuyết, đây chính là quy luật đẹp đẽ nhất của sinh mệnh. Khi bạn đối mặt với cuộc sống với thái độ 60%, bạn sẽ thấy rằng chỉ khi buông bỏ sự ám ảnh quá mức về việc theo đuổi sự hoàn hảo, bạn mới có thể dành ra một khoảng trống để theo đuổi những điều đáng giá hơn. Khi ấy, vạn vật đều đáng yêu, mọi thứ đều đáng mơ ước. Suy cho cùng, vừa đủ mới là cách sống khôn ngoan. Trong phần đời còn lại của mình, tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể sử dụng tâm thái 60% để nhìn mọi thứ xung quanh bằng một nụ cười và tận hưởng cuộc sống. Và thấu hiểu được những triết lý nhân sinh sau đây, bạn và tôi sẽ thấy cuộc đời dễ dàng như thế nào. 1. Truy cầu hưởng lạc là thiên tính của con người, nhưng trải qua gian khổ cũng là điều tất yếu của đời người. Đời người có thể càng đau khổ thì càng hiểu được sự truy cầu vui vẻ. 2. Vị trí cuộc đời thích hợp là không phải tiến gần tiền bạc, cũng không phải tiến gần quyền lợi, mà là gần gũi linh hồn. Hạnh phúc chân chính không phải giàu có, cũng không phải mọi chuyện đều đúng, mà là không hổ thẹn với lòng. 3. Một đời người là một lộ trình dài đầy gió tuyết. Chúng ta chỉ truy cầu một thứ thành công, chính là dùng phương thức yêu thích trải qua hết cuộc sống này. 4. Đời người thì làm gì có chuyện mọi việc đều như ý. Cuộc sống cũng đâu thể nào hài lòng hết thảy. Vì vậy, đừng so đo với người khác, bởi vì không đáng. Đừng quá nghiêm khắc với bản thân, bởi vì sẽ tự tổn thương mình. Cũng đừng tính toán chuyện cũ. 5. Chuyện đáng sợ nhất đời người là vừa sống vừa hối hận, vì không tạo ra được bất cứ sự thay đổi nào. 6. Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không thể xuống nước. Cá thích ăn dung, nhưng cá lại không thể lên bờ. Đời người chính là vừa có được, vừa mất đi, vừa chọn lựa, vừa bỏ cuộc. 7. Lòng người vốn lương thiện, chỉ cần lòng có thể thanh tĩnh thì có thể phân biệt tốt xấu đúng sai, có thể biết được những điều không nên làm và nên làm. 8. Trên đường đời, chúng ta hiểu được buông bỏ, bước chân chúng ta nặng trĩu là vì phong cảnh đẹp hơn. Chúng ta vứt bỏ cám dỗ, chúng ta chọn lựa cầu vồng phía trước và ánh nắng sau cơn bão tuyết. 9. Chiến tranh kéo dài nhất của đời người chính là cuộc chiến tranh của bản thân với bản thân. 10. Đời người có một thói quen không tốt, chính là thích so sánh với người khác, xem ai tốt hơn mình, lại có ai không bằng mình. Mà thật ra, sự phiền muộn và căn nguyên đau buồn của bạn trước nay đều không phải đau khổ và bất hạnh của người khác, mà là thái độ của bản thân bạn. 11. Đời người có tổn thương, có đau đớn, có ngọt thì càng có đắng. 12. Đời người không phải sống được dài hay ngắn. Mỗi lần luân hồi của sinh mệnh đều là một quá trình hoa nở hoa tàn, nên mỗi người đều phải phấn đấu nỗ lực mới thu được thành công,
13. Đường đời, chúng ta luôn đi giữa thành công và thất bại. 14. Đời người chính là một đoạn hành trình mà chúng ta đi trong đó, mang theo gió bụi bốn mùa, phong cảnh chưa biết, và chúng ta đang tu hành khổ nhọc trên đường đời. 15. Người sống trên đời, sống thế nào cũng phải sống cho đẹp. 16. Điều quan trọng đầu tiên người sống trên đời chính là làm người tốt, hiểu được tự ái, tự tôn, để bản thân có một tâm hồn trong sáng lại phong phú, đủ để thừa nhận đả kích của vận mệnh, cũng xứng được sự ban thưởng của vận mệnh. Nếu có thể như vậy, cũng có thể xem là đã làm chủ nhân của vận mệnh. 17. Cầu mà không được, buông bỏ cũng không thành, được rồi thì lại không biết trân trọng. Đây chính là bi thương lớn nhất của đời người. 18. Đời người luôn sẽ trải qua sự thay đổi từng đợt một. Sinh mệnh nói với ta rằng, ta sinh ra vốn đã cô đơn, mà linh hồn lại nói với ta rằng, ta sinh ra vốn đã tự do. Cuộc sống chỉ là để chúng ta nếm trải mọi mùi vị.